ngày 7 tháng 12, một bồi thẩm đoàn ở New York đã kết tội gian lận và trốn thuế đối với công ty bất động sản Trump Organization của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tập đoàn Trump Organization điều hành khách sạn, sân golf và nhiều bất động sản khác trên khắp thế giới. Hai công ty con của Trump Organization là Trump Corporation và Trump Payroll Corporation đã vi phạm 17 tội danh trong đó có gian lận và trốn thuế trong nhiều năm thông qua việc làm giả hồ sơ kinh doanh. Kết luận của bồi thẩm đoàn cho thấy công ty đã che giấu các khoản chi cá nhân cho những lãnh đạo hàng đầu của doanh nghiệp này, trong đó có cựu giám đốc tài chính CFO Alan Westenberg trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2021. Với các tội danh âm mưu gian lận thuế, thông đồng và làm giả hồ sơ kinh doanh, công ty Trump Organization sẽ đối mặt với khoản phạt khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ Trước đó, cựu CFO Wesenberg đã nhận 15 tội liên quan đến gian lận thuế và quyết định ra làm chứng chống lại công ty cũ như thỏa thuận với cơ quan công tố. Ông mươi 75 tuổi, là một trong những người bạn thân thiết với gia đình của cựu tổng thống Trump. Ông thừa nhận đã thông đồng với tập đoàn Trump Organization để nhận các khoản phúc lợi không công khai, trong đó có một căn hộ miễn phí thuê tại khu Manhattan, ô tô hạng sang cho hai vợ chồng và học phí trường tư cho các cháu mình. Theo thỏa thuận với cơ quan công tố, ông Weisenberg sẽ chỉ phải nộp lại 2 triệu đô la Mỹ, chấp hành bản án 5 tháng tù, đổi lại sẽ cung cấp lời khai trong phiên xét xử tập đoàn Trump Organization. Ông Alan Futterfast, luật sư của Trump Organization cho hay công ty sẽ kháng cáo cá nhân ông Trump không bị buộc tội trong vụ án này. Dù ông Trump không đích thân ra tòa, các công tố viên cho rằng ông hoàn toàn biết về kế hoạch này. Theo đó, họ khẳng định các giám đốc điều hành đã làm giàu bằng các đặc quyền ngoài sổ sách để bù cho mức lương thấp hơn, từ đó giảm nghĩa vụ thuế của công ty. Tất nhiên, chúng tôi sẽ kháng cáo một vấn đề mới và thực sự thú vị hình thành trong quá trình xét xử, đó là định nghĩa về nhân danh. Điều đó có nghĩa là gì? Và chúng tôi đã nộp rất nhiều giấy tờ liên quan đến nghĩa của từ này. Theo luật được ban hành vào năm 1965, thẩm phán nhận ra rằng không có nhiều định nghĩa về điều đó và chắc chắn đó sẽ là một trong những lập luận mà chúng tôi sẽ đưa ra và nó là trọng tâm của vụ án. Theo Reuters, bản thân ông Trump cũng đang bị bộ tư pháp Mỹ điều tra về việc xử lý các tài liệu nhạy cảm của chính phủ sau khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021 và cố lật ngược kết quả cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2020. Ông không chỉ đối mặt với tội danh dành cho tập đoàn Trump, mà tất cả những nỗ lực của ông ta nhằm cản trở công tố viên đặc biệt tiến hành cuộc điều tra hình sự liên quan đến các tài liệu của Mar-a-Lago đã bị gạt sang một bên. Vụ án đó sẽ tiếp tục. Cuộc điều tra của Fanny Willis, luật sư quận Fulton ở Georgia, đang được tiến hành. Họ đã có thể đưa được Mark Meadows ra làm chứng. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đã phải làm chứng. Thẩm phán Juan Merchant. Người phụ trách phiên xử tại tòa án cấp 3 ở New York đã chọn ngày 13 tháng 1 năm 2023 là thời điểm chính thức tuyên án. Ông Trump từng gọi cuộc điều tra vào Trump Organization là một cuộc săn phù thủy mang động cơ chính trị. Tuy khoản tiền phạt được cho là không lớn đối với một công ty có quy mô như Trump Organization, nhưng bản án có thể làm phức tạp khả năng kinh doanh của công ty bằng cách khiến các bên cho vay và đối tác lo sợ. Ngay cả trước khi tập đoàn Trump trở thành một doanh nghiệp bị buộc tội, họ đã có dấu hiệu thu hẹp quy mô kinh doanh. Giữa nhiệm kỳ tổng thống đầy tranh cãi của ông Trump, tập đoàn đã ngắt lại các kế hoạch thành lập các thương hiệu khách sạn mới và mất một số khách sạn mang thương hiệu của mình. Trong vòng một năm, tên Trump đã bị xóa khỏi các khách sạn ở Panama, Toronto và Lower Manhattan. Và thay vì giải quyết các dự án mới, Tập đoàn đã chọn hướng tới các tài sản mà họ đã nắm giữ trong nhiều năm, bao gồm các tòa nhà văn phòng và căn hộ ở New York, một số khách sạn và 16 sân gôn mà họ sở hữu hoặc quản lý. Gia đình Trump đặt ra những hạn chế về đạo đức, bao gồm lệnh cấm đối với các giao dịch nước ngoài mới. Tập đoàn này khẳng định rằng việc cắt giảm nhân sự gần đây là do hàng loạt những giảm sát chính trị và pháp lý đối với vị tổng thống doanh nhân. Những lời cáo buộc này được đưa ra trước khi văn phòng luật sư quận Manhattan bắt đầu điều tra ông Trump vào năm 2018. Và nay khi tập đoàn bị kết án, các kế hoạch từng đầy tham vọng của họ sẽ có những biến động lớn. Trong lúc phiên xét xử diễn ra, tập đoàn Trump đã công bố một thỏa thuận mới với một công ty bất động sản có trụ sở tại Ả Rập Xê Út để cấp phép dùng tên của tập đoàn này cho một khu phức hợp nhà ở và sân gôn sẽ được xây dựng ở Oman. Nhưng thỏa thuận này dường như chỉ diễn ra một lần, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy ông Trump đột ngột quay trở lại với những phi vụ làm ăn mới quyết định tổ chức chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ ba của ông có thể gây trở ngại cho bất kỳ kế hoạch mở rộng nào và việc buộc tội tập đoàn trốn thuế sẽ không phải là những rắc rối pháp lý cuối cùng. Văn phòng luật sư quận tiếp tục điều tra chính ông Trump về các hoạt động kinh doanh của ông. Và Tổng trưởng lý New York Letitia James gần đây đã kiện ông Trump, công ty của ông và ba người con về cách họ định giá tài sản của ông. Vụ kiện cáo buộc họ giàn dựng gian lận, thổi phòng giá quá mức. Về cơ bản là tìm cách loại bỏ các thành viên gia đình ông Trump khỏi công ty của chính họ bà James đang yêu cầu một thẩm phán đóng cửa ít nhất một phần hoạt động của cựu tổng thống ở New York và cấm ông cũng như các con của ông ta là Donald Juno, Eric và Ivanka trở lại điều hành một doanh nghiệp ở New York. Tình hình khác xa so với giai đoạn trước khi ông Trump làm tổng thống, khi đó công ty đã mở các khách sạn 5 sao ở Chicago và Las Vegas, mua các sân golf và cấp phép mang tên Trump cho các bất động sản trên khắp thế giới mà các công ty khác đã phát triển. Trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Trump đã mở một khách sạn ở Washington ngay dưới đại lộ Pennsylvania từ Nhà Trắng, nó nhanh chóng trở thành trung tâm của vũ trụ MAGA. Năm nay gia đình Trump đã bán khách sạn đó cùng với nhiều dấu hiệu khác cho thấy tập đoàn đang thu hẹp kinh doanh.